Dạ thưa bà, cô Phụng tới. Dạ Con thưa má hai, con nghe nhắn trễ quá nên không có kịp ăn cơm với má hai. Mà xong việc á là con chạy lên đây liền. Coi má hai cần gì, ngồi đi con. Ủa Tuấn không đi được à? dạ dạo này anh Tuấn lên biên hòa để thực tập nhiều hơn. Vậy cũng hay, có công việc làm ổn định. Chứ má thấy lúc này thanh niên trai tráng đi lính chết nhiều quá. Trong thành chết kiểu khác, ngoài thành chết kiểu khác. Anh Long, anh đang bận vẽ hả má hai? Lúc này lo vẽ cho xong cái cô vũ nữ, cho nên lui tới vũ trường thường xuyên lắm. Mai mốt á, má hai có dâu rồi, chắc sẽ đỡ đơn chiếc hơn. Còn biết hôm từ nay đến ngày đó còn xa dữ lắm. Má hai cũng chưa biết có chuyện gì trục trặc xảy ra nữa không. Nhà đó còn lo hơn má hai nhiều. Con hiểu ý dữ ha. Má hai cũng nghĩ vậy đó. Nhà mình chỉ có một mà lại là con trai, còn nhà họ tới bốn đứa con gái. Ý con muốn nói á là nhà đó họ hay bị trục trặc trước giờ cưới. Vậy sao? Mà có chuyện này còn ghê hơn. Má hai có biết á là cái cô Hồng đó bàn tay có đường chỉ cắt đôi. Chết, không ai nói cho má biết chuyện đó. Con à, nhưng mà con khoan nói cho thằng Long biết chuyện này nha, để má tính. Trời đất, ủa sao lại xả, có kẻ thù hả? Không, tôi đang lo nên hết hồn. Đang băn khoăn về nghệ thuật hả? Tôi có thể lên thăm Hồng được hay không? À, tôi thấy lạ là tại sao con thấy anh lên đó. Không những ngạc nhiên thôi mà tôi còn thấy lo. Nhưng tôi chỉ sợ coi công việc làm mai của anh tiến triển tới đâu rồi tôi mới dám lên. Cũng có nhiều điều nằm ngoài dự tính, nhưng chờ cho ngã ngũ đám hỏi đám cưới á thì còn lâu lắm. Sao hai anh chàng Côn và Đăng đó có vấn đề gì à? Côn và Đăng cả hai đều bạn trai, đều khá về tâm tính nên cả Thái Quy Trang đều yêu mến. Vậy hả? Phần tôi chưa dám lên vì ngại sự có mặt của tôi sẽ khơi lại mấy chuyện không hay. Về phần tôi á, tôi vẫn đang lo. Tôi có hỏi thăm em tôi và anh, nó nói là anh vẫn gửi thơ luôn. Nhưng như vậy đâu phải là một bằng cớ chắc chắn của tình yêu, làm tôi không an lòng được. Tôi lo là chỉ còn một lẽ khác nữa. Lẽ gì? Thôi khoan nói đã, tôi hỏi thiệt, anh có nhớ Nhung gì con nhỏ em của tôi không? Kể cũng lạ quá, tôi không phải tay mơ về gái. Tôi đã gần nhiều đàn bà đã yêu, nhưng đây là lần đầu tôi xúc ruột vì một giai nhân. Nói tóm lại, nếu anh yêu, nhớ Hồng thì đừng có ngại ngùng gì hết, cứ lên thăm nó. Trước kia tôi để ý ai thì tôi cứ theo đuổi, rồi tôi được đền đáp, khỏi phải nhớ nhung gì hết. Bây giờ thì người tôi yêu là một trái cấm khiến tôi luôn nhớ tới, không bao giờ thôi. Nè, phải cho thấy bản lĩnh đàn ông chứ. Xưa các cô gái sắp lấy chồng ưa sanh chứng bất thình lình, nhưng cũng chỉ đột ngột phát lên vào tháng cuối cùng trước ngày đám cưới. Nếu anh thấy không yêu nữa thì cứ nói, dễ thôi. Bồ đề tát đỏa bà gia ma ha ca lô ni ca gia án tác bàn ra phạt duệ. Lúc này con hay đi sớm về khuya quá, sức đâu mà làm việc buổi sáng. Cuối tuần thì cứ quấn lấy mấy cô ở trên Thái Huyên Trang. Con đang đi học thêm, sau này khi nào vững vàng cái nghề ban đêm này rồi con sẽ bỏ luôn cái nghề ban ngày đó má.
Làm gì có cái nghề ban đêm nào mà tốt hơn công việc ở nhà băng hả con? Có đó má. Nghề vũ nữ. Trời, té ra bấy lâu nay tiền con mượn má là để đi học nhảy đó hả con? Con còn làm nên nhiều việc khác nữa. Mà đó cũng là tiền của má hai. Sau này con sẽ xin thẳng má hai luôn. Người ta đang tốt với mình, đừng có làm phiền người ta. Con đang làm vài việc giúp má hai, mai mốt má sẽ biết. Nhưng mà má hứa với con là không được nói cho má hai biết chuyện con định làm vũ nữ. Mai mốt khi mà bà biết những chuyện con làm rồi, bà sẽ cảm ơn con. Máu điên của nó bắt đầu thể hiện rõ hơn rồi đó. Ai sẽ là người chặn cơn điên này lại được đây? Tại sao nó lại có suy nghĩ như vậy chứ? Con mời má hai. Cảm ơn con. Tưởng đâu ngày xưa thương yêu nhau lợt lạc, không có bằng tuổi trẻ bây giờ. Chứ bây giờ má hai thấy con với thằng Tuấn nè, rồi thằng Long với con Hồng, thương yêu cái kiểu gì mà sống mỗi người mỗi nơi, đi đâu cũng cu kia có mình, ngộ thiệt. Anh Tuấn á, thì thôi má hai khỏi nói đi. Ảnh coi cái dưỡng trí viện như là cái nhà của ảnh vậy đó. Còn cả tuần ảnh mới về nhà một lần. Thì đây nè, cuối tuần thằng Long có chịu đi thăm con Hồng đâu. Tụi bay cũng vậy, cuối tuần thì thằng Tuấn nó về đây, còn con thì chạy tuốt lên Thái Nguyên Trang. Cũng như không. Con vừa mới biết thêm một tin động trời nữa của Thái Nguyên Trang đó má hai. Chuyện gì? Con nghe mà gai ốc nổi cùng mình hết trơn. Má hai coi có tưởng tượng nổi không? Anh Long mới về hôm trước là hôm sau cô út của nhà đó tự tử. Thiệt hả? Trời Phật ơi, sao không ai cho mình biết hết vậy ta? Sao mà dám cho hay hả má hai? Cũng may á là không có sao. Trời ơi, vậy là may quá. Má phải tới thăm người ta mới được. Thiếu cô chị đầu nữa thôi là mấy chị em bu vô anh họa sĩ tới từ Sài Gòn. Để coi, tội quá à. Nghe nói cô đầu á thì chồng mất tích trước ngày cưới. Rồi cô kế nữa á thì đến gần ngày cưới rồi á thì bị giật chồng. Cô thứ ba thì đánh lộn vì ganh với chị mình. Còn cô Út thì cũng ganh với chị nhưng không đánh nhau mà tự tử. Ủa mà con tự tử kiểu gì vậy con? Dạ, uống thuốc tự tử. Trời. Mà thôi, con phải đi nha má hai. Mà hiền lành tội nghiệp nhất chính là cô đầu, kế đó là cô Hồng. Nhưng má hai cũng đừng có quên, mọi chuyện đều từ cái đường chỉ tay chẻ đôi của cô Hồng đó. Thuốc lá đi cậu. Cô đi trước đi. Ừ. Cảm ơn. Anh không thích lái xe đi nữa hả? Anh chở em đi ăn đi. Em đói bụng quá à anh Long. Em làm gì ở đây chị? Cậu Tuấn đâu? Làm gì ăn diện như đi dự tiệc vậy? Em mới ở trỏng ra. Anh Tuấn đi trực rồi. Em kêu taxi. Hai anh em mình ra Chợ Lớn ăn gì nghe. Anh Long, em về trước nha. Chào.
anh không đi làm à? Mai là chủ nhật mà. Em định lên Biên Hòa thăm anh Tuấn. Anh có ghé thăm cô Phượng không? Đi trễ một chút cũng được. Sẵn tiện mình lên Thái Nguyên Trang luôn. Để coi. Thức khuya kiểu này Mai chỉ làm được một chuyện, là ghé thăm Thái Nguyên Trang thôi. Lúc nãy em thấy anh nhảy với Thu Ba, mà anh không thấy em hả? Chắc là tại trong đó đèn mờ quá. Chị đâu rồi? Ông bạn của anh mời đi ăn khuya, chỉ mình cổ nhận lời, còn anh thì từ chối. Định dưỡng sức Mai lái xe lên thăm Hồng. Mẹ có biết nhảy không mà vô đó? Một người bạn cũ của em làm ở trọng, rủ em vào đó nhảy vài bản chơi. Phải không, hay là xạo đó? Muốn biết có xạo hay không á, thì tuần sau anh đi với em từ đầu hôm đi, em nhảy cho anh coi. Anh kêu xe cho em về nha. Xe kéo. Dạ. Em lên xe đi. Anh Minh về đời, sống lại được chứ vợ con, y như là trúng số độc đắc, đâu phải ai cũng được như anh đâu. Chị có biết câu chuyện Thái ông bất bả không? Chưa biết ai sướng hơn ai đâu. Khoan nói dội. Nghe má hai con nói, đang làm đơn để cho má Phượng đi ra đời mà. Cái hồi mà viết cái giấy cầu cứu cậu Tuấn với cậu Long á, tôi đâu có về mà làm phiền nhiều người dữ vậy đâu. Lúc nghĩ mình là cái xác chưa chôn á, đúng là tôi chỉ muốn chết thôi. Giờ thì được nơi đây chăm sóc, nếu chỗ này chịu nuôi cơm cho mình nằm quét dọn thì ở đây sống luôn cũng được. Đâu có buông xuôi như vậy được. Ra đời đi còn lấy chồng nữa chứ. À, em có quen một ông thầu khoáng quát vợ, đang rất cần người chăm sóc đứa con nhỏ của mình, đem giới thiệu cho nha. Mà nè, phải nói rõ là giới thiệu về làm vợ hay là giữ em. Thôi thôi thôi, tôi xin giữ em thôi. Cỡ thầu khoáng mà có tiền á thì thiếu gì người mai mối. Tuổi mình đã trọng rồi. Trời, cái ông này á cũng mới làm ra tiền từ khi vợ mất thôi. Cuộc đời của ổng cũng lên voi xuống chó dữ lắm. À, cô vợ của ổng á có lúc phụ bán cơm ở quán cơm Hồng Nhân của ông bà Nam Thành đó. Nhắc tới anh chị Nam Thành thì tôi mới nhớ. Trên đường về hai cha con tôi phải ghé thăm Thái Nguyên Trang mới được. Cái ông hai hớn này á hồi đó không thích em đâu. Vì ổng muốn giới thiệu cháu của ổng đi học bên Tây về cho cô Hương. Mà cô Hương á thì thích cái cậu người Thái do em giới thiệu. À, là cái người mất tích trước ngày cưới mà bảy kể đó hả? Ờ, cái ông đó đó. À, hồi chưa lấy vợ á, ổng mê cô Hồng dữ lắm đó nha. Thôi xin phép hai người, cha cũng dạ. Về nhé. Đi con. Ừ. Đi. Khi cô Hồng sắp lấy chồng á, ổng nghe được ông bác sĩ cặp với cô đồng nghiệp. Bà, chị biết ổng làm sao không? Ổng dám tới tận bệnh viện đánh ghen giùm cổ luôn á. Ba. Dạ thiệt. Cô Bảy, cho ba con xin địa chỉ của ông thầu khoáng đó đi. Dạ con chào bác. Em chào chị. Ngó bộ cô này sao mà giống đánh ghen quá vậy con? Mai yên tâm đi, con quá nó bản lãnh lắm. Canh chừng đó, có gì á thì tiếp cứu em liền nghe không? Coi nè, hình của tụi tôi mới chụp đó. Cuối tuần này anh con có hứa là sẽ đem xe lên chở tôi đi chơi biển. Nhưng mà tôi cũng chưa có biết là sẽ chọn biển nào nữa. Chỉ có những cái người mặt dày như cô mới thấy tụi tôi hạnh phúc mà vẫn cứ nhào vô. Mặt của tôi á thì không có đủ dày để xông vô gây sự tại cái ngôi nhà
mà đã từng đối xử rất là tử tế với mình ha. Bộ cô tin là anh Côn sẽ rước cái quê về làm vợ thay vì gái thành phố hả? Chắc chắn là gái thành phố, đâu có ai dám từ chối anh Côn đâu. Nhưng mà có một cô gái quê đã từ chối lời cầu hôn của anh Côn một lần đó. Từ chối làm gì, rồi sau đó phải hối hận, rồi diễn cái màn tự tử để níu kéo cướp giật trên tay người khác vậy? Mấy chị ơi, tiễn khách giùm em nha. Hôm rày ở nhà cứ nhắc chú hoài à, hôm nay mới thấy chú lên thăm tụi này đó. Thì hôm nay tôi khỏe rồi vậy à, mới lên đây thăm anh được. Rồi, tự nhiên nghe con. Mời vô nhà. Cảm ơn anh. Chị Thu Ba, chị lên chung xe với anh Long hả? Rồi chút nữa mấy chị có về Sài Gòn đi coi phim không? Bữa nay có phim hay lắm mấy chị quá. Cảm ơn cái ý tốt của cô Phụng, nhưng mà anh Côn có dặn tôi là không được đi với ai, kể cả anh Long hay là đi với cô. Tôi phải chờ anh ấy đem xe lên để đón tôi về Sài Gòn. Chà, cô Út này coi bộ gan nhất trong mấy chị em nha, dám tự tử vì tình. Má, má vừa nói gì? Ai tự tử vì tình? Thì đó, còn ai vô nữa. Nhưng mà chuyện xong rồi con, uống thuốc ngủ trễ cho nên cứu kịp, ngay sau cái ngày mà con rời đi đó. Trời đất, sao không ai nói cho con biết hết vậy? Con mới kỳ á, con gây ra chuyện cho gia đình người ta, ai mà báo tin cho con? Không lẽ là bắt đền con hả? Như cái vụ đánh lộn á, chẳng lẽ nói toạc ra là tụi tôi đánh nhau là vì anh, đánh nhau vì giành chồng ha? Thu Ba. Sao cô ngồi đây khóc? Thôi, đi vô nhà nói chuyện. Đi, đi vô nhà, đi. Thôi cô nín đi. Người qua ở đây á, tuy là công chức quèn, là nghề buôn bán nhỏ thôi, tuy là ít để ý chuyện người khác, nhưng mà cô cứ khóc như vậy á, người ta dễ nghi tôi làm gì bậy bạ với cô lắm đó. Nhưng thực ra tôi muốn biết là hai người đó họ có yêu nhau không? Tôi chỉ biết chắc một điều, chính cô là người đã thúc đẩy họ phải làm đám cưới sớm hơn dự định đó. Tôi? Chứ sao? Oan ức gì nữa mà khóc? Tôi chỉ tiếc cho chút tình yêu ngắn ngủi mà có lúc anh Côn dành cho tôi, rồi còn định cưới tôi nữa. Nghe nói lúc nào cô cũng có người dự phòng mà. Nhưng mà chưa có ai thương tôi tử tế hết, trừ anh Côn. Nè, cô tạm vô đây chút đi. Đi, nhanh lên. Vô đây. Sao chuyện cô quá tự tử, không ai cho tôi biết hết vậy? Thì ngay tôi đây, dượng tôi cũng chỉ viết thư thông báo khi mọi chuyện đã đâu đó xong rồi. Nhưng khi anh biết rồi, gặp tôi anh cũng im luôn. Tôi muốn anh nghe tin vui trước. Tin đó sao? Cuối năm này là đám cưới của nó với thằng Côn. Bây giờ anh có thể thoải mái lên Thái Nguyên Trang được rồi. Vậy là bác có thể đi lãnh cô Phượng về được rồi. Nhưng cô Phượng có nhắn là nếu thấy phiền bác quá, cứ để cô ấy ở trên đó luôn cũng được. Cảm ơn con. Hôm nay Phụng với ba nó lên trên đó, còn con thì lại về đây. Hai đứa giống như chơi cút bắt vậy. Định chừng nào cưới nhau? Lâu lắm con không nói chuyện với Phụng, mà cũng không có dịp gặp nhau. Ủa, lâu nay bác cứ tưởng hai đứa thương nhau. Có lúc cô có vẻ như rất cần tới con, nhưng chắc bây giờ cô ấy hết cần rồi.
Nghe má cô nói dạo này cô đi học nhảy đầm, còn đòi bỏ làm nữa. Trời ơi, sao mà điên dữ vậy? Người ta còn kể với con, thấy cổ đi nhảy với anh Long nữa. Anh tính mua cái máy hát với bộ đĩa giọng cổ về Phật Thích Ca này cho dì tôi hả? Còn dưỡng tôi, anh tính mua cái gì vậy? Tôi đã chọn một cây ống điếu bằng gốc cây Brier, còn nguyên vỏ xù xì, rất đậm nét đồng áng cho ông. Giờ tôi đi kiếm bộ sách nấu ăn, trong đó có rất nhiều tranh ảnh, dạy nhiều món kem lại cho cô qua. Dạ, giấy tính tiền đây thầy. Ủa, túp lều tranh thì phải hai trái tim vàng, sao cái này có một trái vậy con? Một trái thì dễ giấu hơn má. Với lại, để cho cô Hồng cho người ta coi là trong nhà có quả tim vàng hay là nhà không giường trống, để cô ấy không tiết lộ mối tình với con. Cũng kỳ công quá ha, mà ở đâu con kiếm ra cái túp lều cỏ này hay quá vậy? Cái này từ Hương Cảng gửi sang để bán cho những người trên nông bộ. Con thấy hồi hộp quá má. Cũng may á là má đã chuyển các bước chân dung lên trên đó trước rồi. Vì thì dì lái xe cũng phải cẩn thận nghe con, đừng có để nhào lộn như lần trước nữa. Lần này con á mà rớt vô cái gia đình nữa có cả chục cô á thì phiền phức lớn nghe con. Con không sợ người ta tống cổ ra ngoài, con chỉ sợ là người ta lạnh nhạt rồi đón tiếp không nồng hậu, lúc đó con tủi thân lắm má. Yên tâm đi con. Ý, hình như chiếc xe lật của cô Long. Xe Long hả ơi? Ủa, nhưng mà sao lại từ biên qua xuống? Thôi ra coi phải không? Đi. Là hồi đấy là vui thật à. Alo. Chào các cô. Má coi thấy hình như anh Long khác khác chút xíu đúng không? Ừ. Quà gì đó anh Long. Anh Long, đừng có nói cho nó biết, nó được chồng của nó cho quà lu bù lắm rồi. Thôi đi chị mà nói vậy Thu Ba buồn á. Sao lại dính tới Thu Ba đây? Bí mật, hối lộ thêm đi rồi em kể cho. Hôm trời anh mặc có ghé đây không? Lên ngày 1, chỉ có anh á là trốn mất biệt luôn hả? Anh á còn tệ hơn cô em nuôi của anh nữa, hầu như tuần nào cũng lên hết. Có trốn cũng không thoát đâu. À, bất quà, bác trai, có nghĩ không? Bà cứ đi qua đi lại, nhìn bức tranh hoài hả, không biết là của ai. Cô Hồng không ưa tôi, nên không thèm ra đây. Thôi đi, bọn tưởng người ta không biết hay sao mà còn giả bộ nữa. Chị Hồng á, chị giả bộ vậy thôi, chứ có xấu hổ gì đâu mà anh sợ. Cô biết chuyện gì? Biết anh sắp đi hỏi vợ chứ gì. Bác gái đã lên đây mấy lần rồi, tuy bác không có nói nhưng mà em thấy rất rõ. Vậy hả? Vậy là má tôi đã lên đây mấy lần mà không cho tôi hay. Cũng may là má tôi chưa nói gì. Nhưng là cô đã biết. Nhưng mà gì thưa cô? Thôi anh vô chờ hỏi lẹ lên, không thôi người ta mong kìa. Dạ cô chào hai bác. Chào cậu. Cháu mới lên. Cô Hồng. À anh. Bà Phủ vẫn mạnh chứ cháu? Dạ. Dạ nhờ trời phù hộ nên má con vẫn khỏe. Thiệt ra lần chót bà Phủ lên đây cách này có 6 hôm chứ mấy. Và đây là tấm lòng thành của con đối với công đức. Thật là quý quá. Trời ơi, cháu mua quà nhiều tiền quá, cũng không nên.
Còn cái ống điếu này nữa, nó dễ thường cũng tới 300 đồng đó. Cũng được đi. Còn cái máy hát này á, tới 1.000. Tốn kém quá, bác ngại ghê á. Không sao đâu bác, do con quen nên mua được giá gốc, không tốn kém là bao hết. Cô Hương, nếu như không có bộ đồ nghề của cô thì tôi đã nguy lúc lâm nạn rồi. Nếu đồ nghề mà không có đồ để đựng thì nó ngã sẽ đổ bể hết. Đây là món quà, tuy tôi biếu cho cô, nhưng tôi nghĩ các bệnh nhân ở đây sẽ được hưởng. Cảm ơn cậu. Cậu chọn tài quá, đúng là cái món tôi thích. Cũng cầu may thôi cô Hương à. Nhưng mà cầu may mãi cũng có khi gặp rủi. Tôi đố hai cô Qua và cô Quá, đây là hai gói gì? Anh làm như tụi em là thầy bói hay sao mà hỏi như vậy? Mà anh á, mau đứng chờ hỏi đàng hoàng đi, tụi em nôn lắm rồi đó. Út này, sao con cứ hổn như vậy? Già cái đầu rồi mà không biết phân biệt lớn nhỏ ra cái gì hết à? Quà của hai cô thì dễ đoán lắm, nhưng mà không biết có trúng bí hai cô hay không. Cô Qua thì thích kem cho nên... Té ra đây là kem hả? Cô mở ra coi đi. Sao là sách? Trong đó có chỉ cách làm nhiều món kem ngon lắm. Cảm ơn anh Long nha. Anh, còn cái này là quà của em hả? Em mở ra coi nghe. Tôi đã đem lên đây rồi, thì bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của cô. Cô mở ra coi đi. Sao cũng là sách? Cô đọc trên bìa và ghế sách đi. Press novella, Le Plus Beau Film, The View et de Madère. Cảm ơn anh. Đã nói là cậu may lắm, có khi lại gặp rủi. Chọn quà cho cô Hồng á, tôi không dám nói là món gì, sợ cô Hồng sẽ xấu hổ với mấy cô. Thôi thì tùy ý cô Hồng, muốn khoe hay là giấu. Đây cô Hồng. Dạ. Cái gì vậy chị Ba? Chị mở ra coi đi. Chị Ba, cho tụi em coi với. Sao quà của em kỳ vậy? Chị Ba đưa em coi đi. Ý, búp bê lô canh, không phải là bằng nhựa mà là bằng đất nung. Anh Long, sống chết gì anh cũng phải đi đám cưới em đó nha. Đừng có nói gì chết chóc ở đây, nghe ghê quá. Cậu Long sẽ ngồi họ bên phía đàn ông nha. Dạ. Nhờ cháu á, về thưa lại với bà phủ là đám cưới này á, rước bà lên ngồi bên họ đàn bà để tăng thêm phần danh dự cho đám cưới. Hôm nay á, cậu Long lên bất ngờ nên đồ ăn đơn giản quá. Hẹn còn mấy bữa nữa nha. Vậy là khách này á, vẫn ở giường số 1, phòng số 1 chứ gì. Với lại bồi phòng mới thay cho cái chiếu mới, nhớ bò ngang. Dạ, ăn cơm xong á, chắc cô xin phép về liền. Ủa, hôm bữa bà phủ mang tranh lên á, nói lần này là cháu sẽ thu xếp ở lại chơi vài ngày mà. Dạ, để con hẹn dịp khác nha. Mỗi đứa làm một món bánh để đãi cậu, ăn xong mới được về đó nghe. Dạ. Con mời má hai. Nhắc cô một lần chót, đừng quà cáp gì hết, và cũng đừng đem chuyện Thái Nguyên Trang đến đây kể nữa. Chắc má hai không được khỏe. Anh Long bữa nay không ăn cơm ở nhà hả má hai? Hôm nay thằng Long ăn cơm ở Thái Nguyên Trang. Nguyên ngày hôm qua nó đi lựa quà cho từng người, và nó sẽ ở lại dưới đó chơi vài bữa nữa. Tôi cũng tính chuyện làm đám cưới cho thằng Long với con Hồng ngay sau đám cưới của cô Út. Má hai tin con đi, anh Long không thể nào có hạnh phúc và hãnh diện khi rước một cô gái quê về thành phố, dù cho cô ta có đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa. Quê còn, dinh mất. Cô chấm dứt ngay cái chuyện đi nhảy đầm với anh nuôi của cô. Và cô cũng lôi tên thằng Tuấn ra khỏi cái màn kịch của cô đi, không có tốt đâu. Má hai, con chỉ muốn giúp má hai tránh khỏi những tai họa chết người khi mà rước về một cô dâu
mà bạn tay có đường chỉ trẻ đôi. Nếu mà còn tính đến chuyện nghỉ việc để đi làm vụ nữ thì đừng bao giờ lui tới cái căn nhà này nữa. Còn cái chuyện mà bàn tay có đường chỉ cắt làm đôi thì má hai với anh của con đã sống quen với văn minh rồi. Mọi người trong nhà bây giờ đã biết chuyện của anh với em, và hình như mọi người cũng chấp nhận chuyện đó. Tại sao mình lại mâu thuẫn như vậy? Tình yêu Hồng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mình lại cảm thấy không thể cưới Hồng được được. Những chuyến viếng thăm thường xuyên của má anh đó đã là một sự bảo đảm tinh thần cho gia đình của em. Anh rất mừng là khi anh quay trở lại, gia đình em đã tiếp đón anh rất niềm nở, hơn cả điều anh mong mỏi. Ông có thấy cái bộ của cậu Long kỳ này nè, có cái gì sượng sượng không? Chắc là cậu ta mắc cỡ cho nên là bộ thờ ơ vậy đó mà. Má mày, trời ơi, làm tôi hết hồn à. Để em tiễn anh về nha. Không cảm mà cũng tức lại còn cảm giác yêu như trở lại chung sinh cảnh cùng cùng mà người yêu đã quá hơn thiên cổ. Chẳng có gì phải nói đâu, bao nhiêu người nói chứa đường trong mắt quan hệ cũng luôn đảm bảo cho bản thân của anh. Anh đi khoảng 100 mét nữa là tới rồi. Nhưng mà nhớ, không được cho ai biết là tôi tiếp anh tới đây nha. Thôi, anh vô đi. Tôi qua đó có xe về. Được rồi, cảm ơn cô. Bà ơi, chị hôm nay mình nấu mấy lon bà? Hôm nay có cậu Long ở nhà thì nấu như mọi ngày, hỏi cái gì? Dạ. Má, sao má lên trên đó mấy lần mà không cho con hay? Con chỉ biết là má đi lần đầu thôi. Con hỏi là má của con, mà mỗi lần đi má phải xin phép con à? Không phải là xin phép, nhưng chuyện má lên trển có liên quan tới chuyện của con, má phải bàn với con trước chứ. Bàn bạc cái gì nữa, khi nào con quyết định thì má sẽ cậy mai, nhưng mà phải giữ liên lạc thân mật từ bây giờ cho đến lúc đó. Lỡ như con không quyết định thì sao? Có phải là tai hại không? Hại cái chỗ nào? Khi má lên trên đó làm thân với người ta, báo hại người ta hy vọng, nếu về sau gì không thành thì má con người ta thất vọng cỡ nào. Sao không thành? Biết đâu bây giờ con chưa muốn lấy vợ thì sao? Con nói giỡn hay sao chứ? Lớn rồi, đừng để người ta cười gia đình mình. Đâu phải tự nhiên má lên đó má làm thân đâu. Đó là tại con có tư tình với con gái của người ta, như con đã thú nhận. Bây giờ con muốn thối thác, người ta coi gia đình mình ra cái gì nữa? Được rồi, con đi lên nhà trên đi, má có chuyện muốn nói với con.
chuyện cơ sinh quan trọng cả một đời người, chỉ có một lần thôi. Con nói thiệt đi, tại sao con muốn trở quẻ? Con đã nói với má rồi, con chưa thích. Nếu con người chưa muốn con ráp với con Hồng thì lẽ ra người đó phải là má chứ không phải là con. Má nói sao con chưa hiểu? Gần đây má nghe rất nhiều chuyện thị phi về gia đình đó, má nghe thứ điều muốn ngập hai cái lỗ tai luôn. Vậy sao má còn khuyên con cưới Hồng? Mà cái chuyện nặng nhất á, là cái chuyện mà bàn tay có đường chỉ cắt làm đôi. Ngày xưa người ta tin đó là chuyện xui xẻo, sẽ đem chuyện tai ương đến cho gia đình chồng. Vậy thì con sẽ không lên đó nữa. Những gì liên lạc qua thư từ sẽ lơi dần cho tới lúc dứt luôn. Nhưng mà gặp trực tiếp con Hồng và cả nhà nó rất nhiều lần, má không còn tin vào điều đó nữa. Bây giờ má chỉ thấy một cái điều đúng nhất á, là con Hồng đã đang bị xui xẻo, mà cái người đem điều xui đến cho nó chính là con. Chính má đã nói chuyện cưới sinh rồi, đời người chỉ có một lần. Con à, cái chuyện quan trọng nhất của đời người con phải suy xét cho chín chắn, rồi con mới quyết định chọn người gắn bó keo sơn sống với nhau, rồi cùng nương tựa nhau lúc mưa lúc nắng. Chứ không đừng có dội mà nghe những cái lời bậy bạ mà tính đường rồi bỏ người ta. Bữa trước anh đang nói kỳ này sẽ đưa bác lên chơi mà. Má con tôi ở chung nhà, nhưng bà giao hết mọi chuyện cho tôi tính. Vậy anh đang có nhiều anh em không? Chúng tôi có mấy anh em trai. Mà cô quá biết không, khi vừa mới gặp cô á, tôi nghĩ ngay tới chuyện giới thiệu cô cho thằng em kế của tôi. Ý tưởng thì là vậy mà em cứ tưởng. Tưởng tôi cần lấy vợ sớm hả? Cái gì vậy chị? Cầm đi, thì tiền mới bán lứa gà, cháu cầm dành túi đi. Chứ vì công chuyện của gì mà cháu bỏ biết bao nhiêu công việc. Trước hết á, là ráp lại mối cũ cho con Út, rồi giới thiệu người mới cho con Tư. Chỉ thiếu điều á, là cháu kiếm cho ra thằng Thái cho con hai nữa thôi à. Chuyện đã tới đâu đâu chị, cứ chờ cho xong mấy cái đám cưới đã rồi tính. Lúc đó dì Dượng chỉ cần kiếm ai đó đàng hoàng làm mái cho con á, coi như huệ. Trời ơi, cái đó dì không có dám hứa nghe không? Hồi còn ở Sài Gòn á, thì còn bạn Hụi Hè nè, bạn Tứ Sắc nè, họ có con gái, hay là họ biết nhà nào có con gái mà giới thiệu. Chứ từ lúc á, mà về đây rồi á, dì á, cứ như là bà nhà quê vậy nè, biết ai đâu mà làm mai làm mối cho con. À, hay là cô em gái nuôi của cậu Long được không? Ngó bộ á, cổ cũng mến nhà này lắm á. Nhưng mà từ lúc cậu Long lên đây á, thì cổ không có tới thường nữa. Chứ lúc trước á nghe, là cổ lên thường xuyên lắm. Cái cô Phụng đó, dạo này chơi thân với cô Thu Ba. Hai cô này á, chưa biết cô nào điên hơn cô nào. Nè, nói nghe chơi thôi, mà đừng có nói chữ điên trước mặt cổ, làm cổ mặc cảm nghe không? Chứ ba cổ á, mới từ trong đó ra đó. Má. Má, con nói chuyện với anh bằng chút. Mà thôi, con ở đây nói chuyện với em nha, dì vô có công chuyện chút. Dạ. Con ở đây nghe. Dạ. Ê, chuyện gì đây cô Tư? Ảnh đòi cưới em cho em trai kế của ảnh đó. Cái này ngộ quá. Rõ ràng bữa trước ông nói là muốn lấy vợ trước để cho mấy đứa em sau khỏi xếp hàng chờ mà. Điều này mới quan trọng nè. Em thấy ảnh với chị hai nói chuyện hạp ghê luôn vậy đó. Ừ. Anh nhìn đi, anh đoán thử coi hai người đó đang bàn chuyện gì vậy? Nè, mày nói thiệt đi, mày có còn tình cảm với tên họa sĩ đó nữa không? Vợ mới thấy mình hơn. Anh thấy có tội chị ba không? Ăn rồi chỉ biết ngóng thơ thôi, mà từ Sài Gòn tới xuống Lộ Ồ có xa xôi gì đâu, tới thăm người ta được một lần rồi mất biệt luôn vậy đó. Còn anh hai hớn, tới đây là vì chị,
chị cứ đẩy qua cho chị hai. Hai hấn lên đây hả? Ừ. Sao anh biết nhà? Bữa trước anh năn nỉ tôi gãy lưỡi, mà tao đâu dám cho địa chỉ. Đang quanh quẩn với chị ba, dành phụ chỉ, múc nước, tưới cây ở ngoài giếng á. Sao anh không tranh thủ thời gian ở đây về thăm con? Định mời con Hồng cùng đi về thăm nó luôn. Nó sống ở dưới quê với má của tôi. Anh thấy đó, từ lúc chuyển về đây, tụi tôi làm việc không có ngớt tay. Hay anh rủ chị hai tôi đi đi, tôi sẽ làm việc của chị ấy. Cô Hương cũng có khách kìa, có rảnh đâu. Đó là Đăng, đang ngắm nghé em tư của tôi. Có con gái coi ngộ thì cũng khổ. Lúc như vậy á, ở chợ còn đỡ, chứ ở dưới quê này đó hả, thiệt là người ta dị nghị. Ông á mà cũng biết khổ nữa hả? Tưởng đâu có một mình ên tôi biết khổ thôi chứ.